Câu chuyện về đôi vợ chồng tận hiến cả cuộc đời cho cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, cuối năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cả ông Nguyễn Văn Tú và bà Thái Thị Ngọc. Một đôi vợ chồng trí thức đã tận trung tận hiến cuộc đời của mình cho Đảng, cho cách mạng. Để hiểu hơn về những cống hiến của vợ chồng liệt sĩ Tú Ngọc, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử. Cuộc đời người liệt nữ. Theo hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, thì từ năm 1948 đến năm 1953, bà Thái Thị Ngọc và ông Nguyễn Văn Tú cùng hoạt động cách mạng trên quê hương Phú Vang. Mối tình thời bão lửa nảy nở từ sự yêu thương, đồng chí hướng. Năm 1953, hai người hứa hôn, nhưng do ông Tú phải lên chiến khu Dương Hòa dự lớp chỉnh huấn tư tưởng, còn bà được cử ra liên khu 4 ở Nghệ An học lớp nữ hộ sinh, nên đám cưới phải gác lại. Mãi đến tháng 7 năm 1954, ông Tú mới tập kết ra miền Bắc và chính thức cưới bà Thái Thị Ngọc. Trái ngọt của cuộc hôn nhân là hai cậu con trai Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Chí Thành. Tháng 6 năm 1959, ông Tú đang công tác tại Thanh Hóa thì tổ chức điều ra Hà Nội học nghị quyết 15 và được bí mật đưa vào Nam chiến đấu. Xa chồng, bà Thái Thị Ngọc một tay nuôi hai con thơ dại, vượt khó khăn chồng chất để vừa tiếp tục công tác, vừa học đại học y. Bà tốt nghiệp và trở thành bác sĩ sản khoa năm 1964. Năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và tiến hành ném bom phá hoại miền Bắc. Như bao nhiêu người Việt Nam yêu nước khác, bà Thái Thị Ngọc ý thức được lúc này tổ quốc là trên hết. Bà quyết định thôi giữ cương vị chi ủy viên, phó khoa sản Bệnh viện Hà Đông, viết đơn tình nguyện xin vào chiến trường tham gia chiến đấu. Gạt nước mắt, bà gửi lại hai con nhỏ là Nguyễn Anh Tuấn, 9 tuổi và Nguyễn Chí Thành, 8 tuổi cho người thím là bà Nguyễn Thị Hạnh, lúc đó công tác ở Bộ Công an, chăm sóc trước khi ra trận. Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, con trai của liệt sĩ Thái nhớ lại. Trước khi đi, mẹ chỉ nói với chúng tôi, mẹ đi làm, các con ở nhà ngoan và nhớ nghe lời bà Hạnh. Thế là chúng tôi tự lập lớn lên mà không còn được sự chăm sóc, dạy bảo của mẹ từ giữa những năm 65. Vào đến chiến trường Thừa Thiên Huế, bác sĩ Thái Thị Ngọc được cử về công tác ở Ban Dân Y Thừa Thiên. Đúng thời điểm này, Mỹ đổ quân xuống Phú Bài, biến nơi này thành căn cứ tiền phương của Mỹ ở miền Nam. Chiến trường trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào bị thương. Bác sĩ Thái Thị Ngọc lao vào cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng thời vừa chiến đấu, bà vừa tham gia đào tạo được nhiều lớp y tá, phục vụ chiến trường. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bà còn tham gia hàng chục trận đánh, tiêu biểu là chiến công ở Chợ Sam. Khi đó, bà cùng với anh chị em du kích, phục kích tiêu diệt được 19 tên địch, bắt sống 2 tên, thu được nhiều vũ khí. Hay khi tấn công trụ sở Ngụy Quyền, xã Phú Mỹ, đã cùng với đồng đội tiêu diệt được một trung đội địa phương và 2 tên ác ôn khét tiếng. Một trận đánh khác ở An Lưu, để đề phòng địch càn vào khu vực cấp cứu thương binh, bác sĩ Thái Thị Ngọc đã đặt mìn chống tăng và phá hủy một chiếc M113. Đồng đội của bà không thể quên được ngày 22 tháng 12 năm 1967. Địch đánh phá ác liệt tại Phú Đa. Bác sĩ Thái Thị Ngọc không hề nao núng, vẫn tiếp tục làm công việc cứu chữa thương binh. Bỗng địch ập đến và phát hiện ra nơi bà trú ẩn. Địch vừa lật nắp hầm, bà rút chốt lựu đạn tung về phía bọn chúng, khiến 5 tên ác ôn chết tại chỗ. Trong trận chiến đấu không cân sức ấy, bác sĩ, chiến sĩ Thái Thị Ngọc đã mãi mãi ra đi. Trong bản nhận xét của huyện ủy Phú Vang đề ngày 2 tháng 8 năm 2004, bí thư huyện ủy Phú Vang Hồ Thế Hiền khẳng định: trong quá trình hoạt động của mình, đồng chí Thái Thị Ngọc luôn đặt lợi ích của quê hương, tổ quốc lên trên lợi ích của gia đình, kìm nén tình mẫu tử, chấp nhận chia tay 2 đứa con thơ còn nhỏ cho đồng đội nuôi dưỡng, tình nguyện trở về quê hương chiến đấu. Đồng chí luôn bám sát địa bàn, bám sát các trận chiến đấu, không ngại gian khổ, ác liệt, vẫn tận tâm với công việc, luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc, đã cứu chữa được hàng trăm thương binh, bệnh binh và nhân dân thoát khỏi hiểm nghèo. Dũng cảm chiến đấu bảo vệ an toàn cho thương binh bệnh binh,
đồng thời phối hợp chặt chẽ với du kích địa phương, với bộ đội chủ lực, tổ chức nhiều trận đánh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đồng chí dũng cảm chiến đấu, kiên quyết không để xa vào tay giặc, quyết giữ trọn được khí tiết của người đảng viên cộng sản và đã anh dũng hy sinh. Đồng chí Thái Thị Ngọc là tấm gương tiêu biểu cho nhiều thế hệ noi theo. Chính những chiến công đó đã góp phần làm rạng danh quê hương Phú Mỹ nói riêng, huyện Phú Vang anh hùng nói chung. Biết chết vẫn bám cơ sở. Sau khi tập kết ra Bắc, cuối năm 1959, ông Nguyễn Văn Tú bí mật quay trở lại chiến trường miền Nam và được tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cử vào ban cán sự huyện Phú Vang để chỉ đạo phong trào cách mạng đang gặp nhiều khó khăn do chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi chiến dịch tìm và diệt bằng luật 10-59, lập các ấp chiến lược nhằm cô lập cán bộ cách mạng. Cùng với các đồng chí của mình, ông Nguyễn Văn Tú đã bí mật khôi phục lại các cơ sở cách mạng. Năm 1964, các huyện đồng bằng Thừa Thiên Huế tiến hành đồng khởi. Năm 1965, nhiều xã ở phía nam của Phú Vang được giải phóng. Tháng 12 năm 1967, vợ ông, bác sĩ Thái Thị Ngọc, hy sinh, thì 3 tháng sau, ông bị thương nặng. Thời gian này, ông được chuyển ra Bắc rồi sang Trung Quốc điều trị. Ông tranh thủ về Quế Lâm thăm hai con được khoảng 10 ngày. Gặp lại các con, ông Nguyễn Văn Tú như vỡ òa. Lúc đầu, ông định báo tin cho hai con là mẹ của chúng đã hy sinh. Nhưng rồi lại nghĩ, vì các con còn nhỏ, chưa thể suy nghĩ và hiểu biết nhiều về điều đó. Vì sợ những chuyện đau thương sẽ ảnh hưởng đến học tập, nên ông đã im lặng. Sau nhiều dằn vặt, đắn đo, trước khi trở lại chiến trường, ông quyết định viết một lá thư khá dài, bí mật gửi cho người thân, với hy vọng khi các con đã lớn, đã biết suy nghĩ, đọc lá thư này, các con sẽ biết mẹ đã hy sinh như thế nào, ở đâu. Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành xúc động nhớ lại. Tôi không nhớ mặt mũi ba thế nào. Hôm đó các cô chú trong ban giám hiệu nhà trường, nơi chúng tôi đang học, gọi hai anh em tôi lên. Dọc đường tôi vẫn thắc mắc với anh trai, đi đâu, gặp ai. Khi đến trước mặt một người cao gầy, tóc đã lấm tấm bạc, các chú ở ban giám hiệu hỏi tôi, cháu có biết ai đây không? Tôi đứng sau anh trai lắc đầu trả lời, không biết ạ. Tôi chỉ thấy nước mắt ông lăn trên gò má, rồi ông ôm chầm lấy hai anh em tôi. Bà của các con đây mà. Đó là lần gặp cha đầu tiên và cũng là lần gặp cha cuối cùng trong đời của anh em chúng tôi. Sau mậu thân năm 1968, nhiều cơ sở của ta bị vỡ. Ông Tú đau đáu những nỗi lo. Ông quyết định trở lại Thừa Thiên Huế chiến đấu với cương vị phó văn phòng tỉnh ủy. Nhưng vì ông Hồ Đống, bí thư huyện ủy Phú Vang ốm nặng, phải ra Bắc điều trị, nên đến năm 1972, ông Nguyễn Văn Tú được Ban Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cử làm quyền bí thư huyện ủy Phú Vang. Trong suốt thời gian ở chiến trường, trên các cương vị được giao, ông Nguyễn Văn Tú đã lãnh đạo và chỉ huy hàng chục trận chiến đấu, đặc biệt là tháng 12 năm 1967. Sau khi chôn cất người vợ thương yêu của mình, ông đã về dưỡng mong Phú Mỹ cùng du kích diệt được 80 tên địch bình định nông thôn, cùng với các lực lượng khác bắn cháy một máy bay HU-1A, hai xe M113 và một xe Jeep của quận trưởng Phú Vang, làm cho tên này bị thương nặng. Sau đó, tiếp tục tổ chức phục kích tại cầu Sam, diệt được 19 tên, bắt sống tên đoàn trưởng Bình Định Đông Thôn, tổ chức đánh phá đường ống và đốt phá kho xăng dầu cảng Tân Mỹ. Tối ngày 6 tháng 6 năm 1972, ông Tú cùng Giao Liên từ thôn Lang Xá, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, chuẩn bị vượt sông Như Ý sang xã Phú Hồ, Phú Vang thì có động. Biết mình bị phục kích, với vũ khí trong tay, ông đã kiên cường dũng cảm chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, tiêu diệt được 5 tên lính ngụy. Lực lượng chênh lệch, ông Tú bị địch bắn trúng vào vết thương cũ, gãy chân. Tên trung đội trưởng dân vệ khét tiếng ác ôn, tên là Lê Sủi, đã nhào tới bắn tiếp 2 phát đạn. Hắn đã cắt tai ông, sâu đeo vào cổ nhằm khoe khoang thành tích diệt cộng của mình. Ông Tú đã anh dũng hy sinh. Bản di chúc cuối cùng. Nhớ lời dặn dò của người em rể, mãi 8 năm sau, khi Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Chí Thành đã lớn khôn, ông Thái Doãn Trọng đã chuyển lại bức thư này. Thư đề ngày 23 tháng 8 năm 1968. Hai anh em truyền tay nhau đọc thư cha trong dòng nước mắt. Ông Nguyễn Văn Tú viết: trong cuộc chiến đấu ác liệt với kẻ thù,
chết chóc rất dễ đến với ba. Ba chỉ sợ rằng nếu ba hy sinh mà chưa nói được những điều này thì ba chưa làm tròn nhiệm vụ tối thiểu của một người cha. Ba rất buồn báo lại các con biết là má đã hy sinh vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch năm Đinh Mùi, tức là ngày 24 tháng 2 năm 1967. Hồi gặp Tuấn và Thành ở Quế Lâm, ba hết sức xúc động, nhiều lúc không ngăn được nước mắt. Nhưng ba cố nén lại và giấu không cho hai con biết về việc đó. Và ba vẫn nói dối với hai con, nhận thư của hai con gửi cho má. Má các con hy sinh là tổn thất rất lớn với ba và hai con. Các con đã trở thành những đứa trẻ mồ côi, đã mất một người mẹ hết sức quý báu. Không phải một người mẹ tầm thường, mà là một người mẹ rất cao quý. Ba mất đi một người vợ hết sức yêu quý và vô cùng chung thủy. Điều mong ước nhất của ba hiện nay là làm thế nào kể cho hai con nghe tất cả cuộc đời cao đẹp của má con. Mong sao hai con sẽ kế tục được truyền thống tốt đẹp của má các con, để các con xứng đáng là những đứa con yêu quý của ba và má. Má đã hy sinh rồi, và biết đâu cũng có thể hai con sẽ bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó là một tổn thất và là một đau thương rất lớn của hai con, nhất là khi hai con đã lớn, biết suy nghĩ. Ba hy vọng là khi cuộc chiến toàn thắng, ba được sống bên cạnh Tuấn, Thành và kể cho Tuấn, Thành nghe tất cả cuộc đời của ba má. Nhưng khi đặt bút viết thư này, tất nhiên ba đã dự kiến một khả năng khác, là có thể lúc đó ba của các con cũng không còn nữa. Và khi đó, ông viết thêm: trên nấm mồ của má và ba, các con hãy dựng lên một vườn hoa. Đó chính là hạnh phúc mà các con được hưởng, mà tổ tiên, cha mẹ của các con đã xây dựng nên bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Từ máu và nước mắt, các con ông đã trưởng thành và họ đang tiếp bước con đường mà cha mẹ đã lựa chọn, dù phải đối diện với bao biến cố thăng trầm, những lận đận của cuộc sống nhiều khi tưởng như khó vượt qua. Họ là những trí thức tận trung, tận hiến cho lý tưởng cách mạng. Đối mặt với hiểm nguy, họ vẫn không nao núng và sẵn sàng đánh đổi sinh mạng quý giá của mình để đất nước được độc lập, thống nhất. Sự hy sinh của vợ chồng anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Tú và Thái Thị Ngọc thật oanh liệt và bi tráng, phải không các bạn? Hãy để lại cảm nhận xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng Chân Dung Lịch Sử trong những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.